Các bạn đang nghe tiếng hót chim trở than trên kênh Cám Chim Đất Việt. Hiện đây cũng xin chia sẻ với các bạn luôn. Hiện tại thì nhà mình đang cung cấp thức ăn dành cho trở than và trở lửa. Các bạn đang thấy thực tế ở đây. Ở đây là cái cám mà các bạn đang nhìn thấy nhà mình trực tiếp làm đây. Và đây là địa chỉ của nhà mình. Cái cám chòe của nhà mình là 200.000 một kg và miễn phí ship tận nhà tới tay tất cả các anh em toàn quốc luôn. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp với nhà mình theo cái địa chỉ này nhé. Lần nữa, Cám Chim Đất Việt xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này.